Dạ, không hay rồi, có chuyện rồi, cha mau qua đây đi. Dạ, lúc nãy con từ phòng dược về đây lấy thuốc, phát hiện nơi này thiếu một lượng thuốc dược liệu. Cha nhìn đi, lô dược liệu này là con đích thân nhập kho, lúc ấy con đếm rất kỹ, chắc chắn không sai. Cho nên dược liệu bị thiếu, chỉ có thể là Quốc gia vẫn luôn quản lý nghiêm khắc. Nếu lúc trước con đã kiểm đếm số lượng rõ ràng mà hiện tại lại thiếu mất dược liệu, chắc chắn là người trong nhà làm rồi. Chuyện nghiêm trọng như vậy, nhất định phải điều tra cho rõ. Gọi tất cả mọi người ra đây cho cha. Dạ. Chuyện gì mà gấp gáp vậy? Phải đó, chuyện gì vậy? Có phải chuyện dược liệu bị cha phát hiện rồi không? Bình tĩnh đi. Chuyện dược liệu sớm muộn cha cũng phát hiện, trong lòng đệ có sự chuẩn bị rồi. Nói không chừng cha tìm chúng ta vì chuyện khác thôi. Nếu là chuyện dược liệu thật thì phải làm sao đây? Tứ đệ, cha ghét nhất là chuyện vi phạm gia quy. Đệ vừa mới bị cha giáo huấn xong, nếu là xảy ra chuyện tức là lửa cháy đổ thêm dầu, càng lúc càng phiền toái. Đệ đã hứa với Lưu Bá Bá tuyệt đối không nói ra chuyện nha phiến. Người nào làm người đó chịu thôi. Nếu cha thật sự hỏi tới, đệ sẽ gánh vác. Huynh yên tâm đi. Đệ nói chuyện kiểu gì vậy? Huynh là đại ca, sao có thể để cho đệ ra mặt được chứ? Hơn nữa, chìa khóa là do huynh lấy, cửa kho cũng là do huynh mở. Chuyện này có một phần do huynh. Xảy ra vấn đề, huynh cũng phải nên gánh vác chứ. Huynh nhỏ tiếng chút được không? Khác gì không đánh tự khai. Vậy đi, nếu cha không hỏi tới, chúng ta sẽ im lặng không nói gì. Huynh yên tâm đi. Phải vậy thôi chứ sao? Ta không thích nói đi nói lại, dược liệu trong kho hàng là do ai trộm? Nếu trộm rồi thì mau đứng ra đây cho ta. Là ai trộm? Trộm thì mau đứng ra đây. Dám làm không dám nhận. Nếu để ta điều tra ra, sẽ là tội trộm cắp, sẽ không có tư cách làm đệ tử Quốc gia ta. Lập tức đánh đuổi đi, vĩnh viễn không được trở về. Ta đếm tới ba, nếu vẫn không chịu bước ra, tự gánh hậu quả. Một, hai, ba. Là con là cha, là do con trộm dược liệu. Tại sao con làm như vậy? Con thua tiền cờ bạc, bị người ta đòi nợ, vì bất đắc dĩ mới trộm dược liệu đi gán nợ cha. Tên nghịch tử này. Cha, cha, cha đánh sai người rồi. Chính con đã trộm dược liệu, không phải đại ca đâu. Nguyên giáp muốn bao che con, dược liệu cho con trộm, không liên quan tới đệ. Không phải đâu cha, đại ca từ nhỏ đã nghe lời. Chính con đã trộm dược liệu, cha muốn đánh đánh con đi. Cha, hai tiểu tử thú các người, bất luận ai trộm cũng phải đánh. Cha, đừng đánh nữa mà. Cha, cha, cha. Lão cha, cha. Thôi mà, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà cha. Cầu xin cha đó. Cha, lão cha. Lão cha. Cha, cha, đừng đánh nữa mà cha. Cha, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Có phải là ông muốn đánh chết tụi nó hay không? Cho dù tụi nó đã trộm dược liệu, nhưng mà tội cũng không đến mức phải chết. Ông đánh như vậy, ông muốn đánh chết con trai ruột của mình hay sao? Cha, cha. Đại ca, huynh không sao chứ? Cú, một cú tới quỷ trước mặt tổ tông, không nói ra sự thật thì đừng có đứng lên. Đại ca, huynh còn đau không?
Nói gì mà đau hay không đau, chút thương tích này có đáng là gì. Nhưng mà để thê thảm rồi, liên tục hai ngày bị cha giáo huấn. Chỉ là nỗi đau da thịt thôi, không có gì to tát hết. Điều khổ sở nhất chính là liên lụy đại ca, khiến huynh bị xấu mặt ở trước mặt mọi người. Đệ có lỗi với huynh. Tứ đệ, tuyệt đối đừng nói vậy. Huống hồ huynh làm vậy cũng vì sự tình cấp bách, cứu người trong nguy nan. Cái gì mà cứu người trong nguy nan? Cha, cha, không ai hiểu con bằng cha. Các con cho rằng cha không biết gì hết à? Chuyện ngày hôm nay chắc chắn là có ẩn tình. Các con cứ việc nói ra, không được giấu giếm ta. Sự việc đúng là không giống như lời bọn con nói, nhưng mà hôm nay nhiều người không tiện nói ra. Thật ra bọn con trộm dược là vì muốn giúp Lưu Bá Bá thoát thân. Long Hải Sinh lợi dụng tiêu cục lén dần chuyển nha phiến, nói dối là dược liệu, cho nên tụi con mới lấy dược liệu đi đổi. Tụi con không mong nha phiến chảy vào tỉnh Hải đâu. Đúng đó cha, bởi vì Lưu Bá Bá sợ sự tình truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới thanh danh tiêu cục, nên bọn con mới không dám nói với cha. Tự mình thực hiện tiền trảm hậu tấu, hy vọng cha có thể tha thứ. Đứng lên đi. Các con đã trưởng thành, cũng đã hiểu chuyện. Cha không trách tội bọn con sao? Các con giúp người giải quyết khó khăn, cứu người là chuyện tốt, có lý do nào cha lại trách tội? Thật ra hôm nay cha cũng có điều không đúng, cha nên gọi các con tới hỏi riêng cho rõ, không nên trước mặt mọi người trách phạt các con. Chỉ là cha nghe thấy các con nói mình trộm dược liệu, lúc đó cha quá tức giận, cho nên xuống tay hơi nặng. Đại ca, thật ra cha lâu rồi không dùng tới gia pháp, cũng nên phủi một chút cho bớt bụi chứ. Chỉ là vì sao Lưu sư phụ không trực tiếp nói với ta? Giao tình nhiều năm như vậy rồi, giữa chúng ta có chuyện gì không thể nói kìa. Thật ra Lưu Bá Bá là người chính trực, một là có thể ông ấy muốn giữ thanh danh cho tiêu cục, hai là không muốn liên lụy người vô tội, nên muốn một mình có thể giải quyết chuyện này. Tịch thu nhà phiến là việc tốt lợi quốc lợi dân, chỉ là kẻ gian đầy đường. Các con làm việc phải cẩn thận, bất luận xảy ra chuyện gì vẫn còn có cha, tuyệt đối không được giấu cha. Sao vậy? Không muốn gặp ta à? Không phải, chẳng qua là lần đầu tiên nghe thấy tỷ tỷ gõ cửa, có hơi không quen. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Qua đây, để ta kiểm tra thương thế của huynh. Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng đâu. Còn nói là không nghiêm trọng. Thật ra chỉ là nỗi đau da thịt thôi, sao so được với những vết thương ở trong lòng chứ. Tỷ có hận ta không? Thật ra tỷ hận ta cũng bình thường thôi. Mấy năm nay tỷ chăm sóc ta rất tốt, ta đều ghi lòng tạc dạ, nhưng không có gì báo đáp tỷ. Đừng nói lời ngốc nghếch. Cho dù có hận thì cũng vì có yêu. Không có yêu lấy đâu ra hận. Ta hiểu tâm ý của huynh, có điều ta không có duyên làm thê tử của huynh. Nhưng mà cũng tốt, ta có thể ở bên cạnh chăm sóc hầu hạ huynh là đã mãn nguyện rồi. Ta có thể ngồi ở phòng huynh tới khi trời sáng không? Nước nóng rồi đó, ông tự đổ vào đi, tôi đi ngủ trước.
Thật không biết tại sao hôm nay ông lại nổi nóng như vậy. Lúc ra tay với Triệu Gia cũng chưa thấy ông dùng lực mạnh như vậy. Hôm nay ông quá mạnh tay rồi. Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần ông mới chịu nghe lời tôi khuyên? Lẽ nào ông muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì mới vừa lòng hay sao? Tôi đi coi bọn nhỏ rồi. Tụi nó trộm thuốc vì muốn cứu người, chứ không phải bài bạc. Tôi kêu tụi nó nghỉ ngơi rồi, bà đừng lo nữa. Thật sao? Vậy tụi nhỏ có bị thương không? Dùng gia pháp thì cùng lắm chỉ đau thôi, chứ bị thương cái gì. Ông làm sao vậy? Mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi mà, sao còn câu mày nhăn mặt nữa? Tôi đang suy nghĩ. Chúng ta đấu với Triệu Gia mấy chục năm, bây giờ làm quà lại thấy có chút cô đơn. Nguyên giáp, nguyên võ, mấy tên tiểu tử này cũng đã lớn rồi, cũng đã hiểu chuyện. Chúng giống như tôi lúc trước vậy, làm gì cũng suy trước nghĩ sau. Những chuyện này không phải là tôi không biết, nhưng mà tôi thấy... Chỉ là thấy chúng ta đều đã già rồi, có đúng không? Làm sao có thể trẻ hoài được chứ? Già rồi thì phải nhận thôi. Tỉnh Hải, huyện nha. Dư đại nhân. Ê trời ơi, không biết Lưu lão tiên sinh tới, không kịp đón tiếp, thất lễ, thất lễ. Dư đại nhân quá lời rồi. Lưu lão tiên sinh, mời ngồi. Dư đại nhân mời. Lưu lão tiên sinh vội vàng tới phủ nhà, không biết là có chuyện gì. Dư đại nhân, đúng là có chuyện cần bàn với ngài, không biết chỗ này có tiện nói ra hay không. Lưu lão tiên sinh, vậy thì ông có thể yên tâm rồi. Được rồi, tôi nói ngắn gọn thôi. Cách đây không lâu, tôi có áp giải tiêu của Tiêu sư phụ. Trên đường xảy ra chút chuyện, mới phát hiện trong mấy chiếc xe chở hàng lại có dấu áp phiệt. Có chuyện như vậy sao? Không biết người nào to gan lại dám làm ra cái chuyện như vậy. Thế tôi biết được Tiêu sư phụ không có cái gan đó đâu. Nhất định là phía sau có người giật dây rồi. Cái trấn Tĩnh Hải vốn dĩ rất yên bình, sao lại có thể dung túng cho cái loại hại dân hại nước chứ? Còn nữa, chúng lại dám để tôi vận chuyển số áo phiện này, đúng là xúc phạm tới thanh danh của tổ tiên, tội ác tày trời. Lưu lão tiên sinh, những lời ông vừa nói là có ý chỉ ai khác? Người ông nhắc tới là ai vậy? Bản thân tôi cũng không dám nói vậy, nhưng mà trong lòng tôi tự có chừng mực. Bây giờ số áo phiện đó làm sao? Tôi đã đem số áo phiện đó chuyển tới nơi bí mật, chuẩn bị xử lý chúng. Tuy là tôi đây chỉ là một thường dân, nhưng đối với loại áp phiện gây hại cho bá tánh đó, không thể dung túng, không để chúng du nhập vào Tĩnh Hải. Lưu lão tiên sinh nói rất là đúng. Dám hỏi Lưu lão tiên sinh, bước tiếp theo đây ông định tính thế nào? Dạ rồi. Đại bá, người gọi con tới có chuyện gì? Đại bá à, cái này là cái gì vậy? Đây là khế đất của Tiêu cục quy chấn chúng ta. Khế đất hả? Đại bá lấy nó ra làm gì? Con giữ cho kỹ, sau này nó thuộc về con. Đại bá, nếu người muốn con làm gì thì người cứ nói đi, tự nhiên đưa con chi vậy? Tiêu cục sớm muộn cũng thuộc về con, khế đất cũng phải đưa cho con giữ. Ta đưa sớm thì yên tâm hơn, dù sao con cũng lớn rồi, phải kế thừa gia nghiệp. Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu cục quy chấn
ta giao lại cho con. Hy vọng con sẽ làm thật tốt. Có chuyện gì không rành, cứ hỏi tiền bối. Hoặc có thể đi học hỏi từ những tiêu cục khác. Lưu gia chúng ta trước giờ luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các tiêu cục. Tóm lại, làm sao để lèo lái Lưu gia thì phải dựa vào con rồi. Đại bá, sao tự nhiên lại giao hết chuyện tiêu cục cho con? Người rốt cuộc người muốn làm gì? Đại bá quyết định rồi. Chân Thanh à, con đừng hỏi thêm nữa. Nhớ kỹ lời ta dặn, làm gì cũng lấy tiêu cục làm đầu hết. Ngày mai ta phải ra ngoài làm chút chuyện, phải mấy ngày mới trở về. Nếu trong tiêu cục có xảy ra chuyện khó giải quyết thì con cứ tìm Quách đại bá để ông ấy giúp cho con. Nhưng mà đại bá hả, con... Ê, đã là chủ một nhà rồi, sao cứ do dự thiếu quyết đoán vậy? Mau về nghỉ ngơi đi.